và chuyến đi 7 ngày mùa xuân tại Hàn Quốc đây. Hôm nay tụi mình đi đảo Nami. Bởi vì từ Seoul đi Nami sẽ mất hơn 1 tiếng di chuyển bằng tàu, cho nên tụi mình đã phải dậy và di chuyển từ rất sớm. Và sau hơn 5 phút ngồi phà qua đảo, cuối cùng tụi tôi cũng đã tới ở đây. Nami mùa này không có lá vàng, cũng chẳng có tuyết, nhưng mà bù lại thời tiết rất là đẹp và quang cảnh cũng rất là nên thơ nữa. Tụi tôi thuê xe đạp và đạp quanh một vòng đảo. Không khí trong lành, gió hơi se se và tôi cũng kịp dừng lại dọc đường để chụp vài tấm check-in đảo Nami nữa nè. Sau một ngày dài, chúng tôi vác lại Seoul khi trời đã tối. Đây kia có một quán gì đó rất là đông luôn. Và đây, đặc sản của đại hàng Trung Quốc, photo booth ạ. Ngày cuối ở Seoul thì chúng tôi bắt bus đi Dongdaemun. Trộm vía hôm nào thời tiết cũng rất đẹp và nắng cũng rất là xinh nữa. Đầu tháng 4, hoa đào vẫn nở tưng bừng giữa Seoul. Đang đi dạo thì nghe có tiếng piano. Hạ cánh anh đúng không? Nhạc phim. Ui, cái đàn còn dễ thương lắm luôn á. Màu vàng vàng. Cái kia. Con xem thử. Sao cái xứ này cái gì cũng dễ thương hết vậy trời. Sau đó chị em tôi ghé qua Hongdae để ăn mì lạnh và shopping nguyên cả buổi chiều hôm đó luôn. Train to Busan nè mấy bà ơi, 4 tiếng ngồi mòn đít trên tàu, may quá là không bị con zombie nào cắn. Vừa đến nơi đói quá cho nên làm xíu thịt nướng cho nó ấm bụng nha. Trải nghiệm đi biển Busan. Thật ra cũng không khác gì biển Phi Phi. Có cái là lạnh hơn nha.
Busan cho tôi cảm giác như là một Đà Nẵng thứ hai vậy á. Bãi biển dài, những chợ đêm náo nhiệt và người Busan cũng rất là tuyệt vời nữa. Buổi sáng đầu tiên ở Busan thì chúng tôi đi làng Gangjeon với rất nhiều hoa đào. Cánh hoa đào bay bay nữa nè, đẹp lắm luôn, không nói lên lời thiệt sự. Sau đó thì tụi tôi bắt bus để đi chợ hải sản Chankanchi để ăn món bạch tuộc sống này nè. Nhà tiếp. Không cũng được, miếng nhỏ vậy là thôi. Ăn xong vì quá lạnh cho nên chúng tôi quyết định vào aquarium để tránh gió. Thank you.